Cực phẩm người ấy là ai khiến Quỳnh Lương lao đao, hậu kết đôi thành công, Hương Giang bị réo tên? Người ấy là ai? Tiến Phát và Quỳnh Lương được cư dân mạng quan tâm, đặc biệt lùm xùm đời tư trong quá khứ của thiếu gia Trà Vinh nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí nhiều người còn đòi giải cứu Quỳnh Lương vì ồn ào này. Trước phản ứng dữ dội này, cặp đôi liên tục có nhiều động thái phản hồi cư dân mạng. Mới nhất, Tiến Phát tiếp tục đăng ảnh hẹn hò tình cảm cùng Quỳnh Lương, kèm theo đó thiếu gia Trà Vinh viết: "Chúng ta luôn sợ mình chọn sai, chỉ tiếc là chúng ta chỉ có thể nhìn về quá khứ chứ không thể biết trước tương lai, và thế nên mình muốn bạn tin rằng dù bạn lựa chọn như thế nào hay tin vào điều gì, rồi bạn đều sẽ ổn." Về phần mình, Quỳnh Lương đã làm một video trải lòng về cuộc sống hiện tại và kế hoạch hôn nhân trong tương lai gần. Cô nàng tiết lộ trong năm nay mình không có ý định lấy chồng. "Bữa giờ tôi không nói câu nào là sẽ lấy chồng trong năm nay mà mọi người phản ứng dữ dội thế." Ngoài ra, Quỳnh Lương cho biết hiện tại công việc của mình rất bận rộn, không có nhiều thời gian quan tâm đến đời tư của người khác. Với lời khuyên của mọi người, cô ghi nhận và cảm ơn nhưng cũng mong mọi người tôn trọng quyết định của mình. "Hạnh phúc của tôi không bị nắm bởi người đàn ông nào cả, tôi có công việc, gia đình, bạn bè, người thân xung quanh. Qua sự việc này, tôi cũng biết mình được nhiều người yêu quý nữa, nên yên tâm, lúc nào tôi cũng là một cô gái vui vẻ, nhiều năng lượng." Cô tâm sự, tương tự Quỳnh Lương, hoa hậu Hương Giang cũng tạo nên cơn bão khi xuất hiện trong show hẹn hò cách đây 3 năm. Theo đó, cuộc tình của Hương Giang, Man Lưu bắt đầu khi cả hai cùng tham gia show hẹn hò Người ấy là ai. Thời điểm đó, Man Lưu đã vượt mặt 4 chàng trai để thuyết phục Hương Giang bằng những câu nói đậm chất ngôn tình như: "Nếu em chọn anh thì em không cần hỏi anh đang ở đâu nữa, vì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Em à, cuối cùng gặp được nhau là do ý trời, nhưng có thể ở cạnh nhau hay không là do ý em. Cảm ơn em vì đã chọn anh." Tại chương trình, Man Lưu cho biết đã tìm hiểu về Hương Giang và yêu thích sự thông minh của cô. Hoa hậu chuyển giới quốc tế bị rung động bởi thái độ chân thành của đối phương nên cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu và yêu đương. Tuy nhiên, cũng như câu chuyện mà Quỳnh Lương đang gặp phải, thời điểm đó Hương Giang cũng bị gọi tên vào ồn ào liên quan đến Man Lưu khi chương trình vừa phát sóng. Cụ thể, vừa công khai thành đôi với Hương Giang, Man Lưu liền dính thị phi vì bị một cô gái đăng ảnh tố anh từng gạn tình trên ứng dụng hẹn hò. Tuy nhiên, việc cô gái kia không đưa được chi tiết nào cụ thể ngoài tin nhắn "hai em" từ tài khoản được cho là của Man Lưu vào thời gian một năm trước đã khiến dân mạng cho rằng cô đang tạo chiêu trò để ăn theo sức hút của cặp đôi. Không để dư luận đi quá xa, Hương Giang lập tức lên tiếng bảo vệ bạn trai. Max sinh năm 94, nhỏ hơn Giang 3 tuổi, không biết gì về showbiz, là dân kinh doanh nên hôm qua thấy trên mạng ầm ĩ, Max hoang mang lắm, không nghĩ mọi thứ lại lạ lẫm đến vậy. Max cũng không phải là nghệ sĩ để quen với những tin đồn thất thiệt như thế. Mình trộm nghĩ, nếu làm gì để giảm bớt áp lực cho cả hai thì cũng tốt. Thời gian sau đó, Hương Giang và Man Lưu đồng loạt chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, khiến ồn ào kia vì thế mà lắng xuống. Tuy nhiên, sự việc này cũng khiến hình ảnh Hương Giang bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong thời gian cả hai bên nhau, Hương Giang tiếp tục dính vào thị phi với Antifan. Chính vì lý do này mà cô buộc phải lui về ở ẩn suốt hơn nửa năm. Lúc đó cặp đôi cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng vô cùng kín tiếng. Khi Hương Giang quyết định tái xuất showbiz, Man Lưu cũng là người ở bên cạnh để động viên và cổ vũ tinh thần cho bạn gái. Mối quan hệ của cặp đôi phát triển tốt đến mức Hương Giang đưa Man Lưu về ra mắt gia đình ở Hà Nội. Thậm chí cặp đôi còn vướng nghi vấn dọn về một ngôi biệt thự bề thế ở Thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống cùng nhau. Cứ tưởng Man Lưu và Hương Giang sẽ cùng nhau đi đến cái kết viên mãn, nhưng đến tháng 8 năm 2022, cả hai thông báo tan vỡ sau hơn 2 năm gắn bó. Nữ hoàng chuyển giới cho hay, một hành trình yêu khép lại, hành trình làm bạn sẽ mở ra, sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em, luôn bên cạnh bạn, người đàn ông đặc biệt của tôi. Ngay sau đó, Man Lưu cũng đáp lại, cảm ơn em luôn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới.